Đơn vị thượng, tiết mục thứ hai nhảy Viso Flow. Vâng, tiết mục của đơn vị thôn thượng các bé đã tái diễn một tiết mục đang có lẽ là rất là hot trên mạng xã hội hiện nay. Tiết mục rất tiêu điện, không kém gì các diễn viên lớn ở trên mạng xã hội.